Sáng nay, Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổng số lượng đơn vị điều tra trên địa bàn thành phố có 99.166 đơn vị, tăng 10,3% so với tổng điều tra kinh tế năm 2017. Trong đó, doanh nghiệp tăng 32,7%, hợp tác xã tăng 17,3%, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tăng 6,2%, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội giảm 7,1% và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng tăng 4,2%. Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra là 431.000 người, giảm 9,1% so với tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo quyết định số 307 ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, là một trong ba cuộc tổng điều tra lớn trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, và đây cũng là cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam nhằm thu thập thông tin phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước trên phạm vi cả nước và từng địa phương.